A đừng thử tách con bọ điện tử của Kit ra, nhưng nó nhanh chóng tự động liền lại. Chào mừng các bạn đến với Nike Movie, kênh recap và review phim có tâm cùng series American Horror Story, chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ hai, Nhà Thương Điên. American Horror Story: Asylum, chuyện kinh dị Mỹ Nhà Thương Điên là mùa phim thứ hai của loạt phim truyền hình kinh dị American Horror Story. Mùa phim khởi chiếu từ 17 tháng 10 năm 2012 và kết thúc vào ngày 23 tháng 1 năm 2013. Mặc dù có một số diễn viên của mùa 1 tham gia, nhưng cốt truyện, nhân vật và bối cảnh của mùa 2 đều khác hoàn toàn mùa 1. Phần phim Nhà Thương Điên rất được khen ngợi bởi cả giới phê bình và fan hâm mộ. Bộ phim đã mang về 17 đề cử Emmy, bao gồm cả phim truyền hình ngắn xuất sắc nhất. Video này, mình sẽ cố gắng tóm tắt toàn bộ nội dung của mùa 2. Tuy nhiên, do nội dung của bộ phim này khá dài và có sự kết nối chặt chẽ giữa các tập phim, vì vậy, mình sẽ tóm tắt theo mạch truyện chứ không hoàn toàn theo từng tập như đã thực hiện ở mùa 1 nhé. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung nếu các bạn đã xem hoặc không quan tâm việc spoil. Hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo và cùng mình bắt đầu ngay thôi nào. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Năm 2012, cặp vợ chồng mới cưới Teresa và Leo dành tuần trăng mật để tới khám phá một ngôi nhà bỏ hoang, Bright Cliff, một trong 12 ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất của nước Mỹ vào những năm 1960. Nơi đây từng là nhà thương điên. Người nổi tiếng nhất từng ở đây là tên sát nhân với tên gọi Người Mặt Máu. Trong khi đang vui vẻ khám phá, Leo đưa tay qua một ô cửa thì bất ngờ bị tấn công và đứt lìa một cánh tay. Teresa vội chạy ra ô tô để tìm điện thoại nhờ người trợ giúp. Trên đường đi, cô bắt gặp một kẻ mang mặt nạ máu. Bị hắn truy đuổi, cô quay về tìm Leo, bấy giờ đã bất tỉnh. Teresa cố gắng kéo Leo vào một căn phòng nhưng không kịp. Leo đã bị kẻ đeo mặt nạ đâm liên tục vào ngực. Sau đó, hắn vào phòng tấn công Teresa. May thay, Leo vẫn có thể cố gắng gượng ngăn cản. Hai người giết chết tên đeo mặt nạ máu rồi dìu nhau rời khỏi hiện trường. Trên đường ra khỏi tòa nhà, họ tiếp tục bị hai kẻ đeo mặt nạ khác bắn chết. Trong khi hai kẻ giết người đang tranh cãi thì bất ngờ xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ khác tấn công và giết chết bọn chúng. Khi cảnh sát tìm tới, họ phát hiện ra xác của ba kẻ mạo danh Người Mặt Máu cùng xác của Leo. Riêng xác của Teresa không được tìm thấy. Tập 1, năm 1964, bối cảnh chính của bộ phim khi nạn phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính còn vô cùng phổ biến và nặng nề. Kit Walker và người vợ da màu Oma đang hạnh phúc bên nhau thì bất ngờ bị người ngoài hành tinh tấn công. Oma bị lột da và chặt đầu, vì vậy Kit bị tình nghi là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng với biệt danh Người Mặt Máu. Anh bị đưa tới nhà thương điên Bright Cliff trong thời gian chờ đợi anh có đủ khả năng dự phiên tòa hay không. Nhà báo Lana Winter tới đây để lấy tin về tên sát nhân hàng loạt Người Mặt Máu, nhưng bị quản lý của nhà thương điên Sir Just Martin từ chối. Nhận thấy những điều vô nhân đạo ở đây, Winter quyết tâm tìm cách vạch trần sự thật về Bright Cliff để có được sự nghiệp tốt hơn cho cả mình và người tình đồng tính của cô, Wendy Pacer, một giáo viên tiểu học. Sir Jude cho rằng tâm thần là vấn đề tâm linh, vì vậy bà khó chấp nhận việc một tiến sĩ khoa học hoạt động tại nhà thương điên, người mà bà không có thẩm quyền quản lý. Bác sĩ Arthur Arden, đã có tới 4 người bị chết khi được Arden chữa trị, ngay cả thi thể của bọn họ cũng biến mất. Jude còn phát hiện ra một phòng giam đặc biệt, nơi có vẻ như Arden nhốt quái vật. Nghi ngờ ông ta có vấn đề, Jude tuyên bố sẽ vạch trần ông ta. Sau khi được đưa vào trại thương điên, Kit sớm được nếm trải những hình phạt hà khắc ở đây và kết bạn với Gray, một bệnh nhân được cho rằng đã sát hại bố mẹ mình bằng rìu. Khi Kit đang bị biệt giam, Arden mang anh ra để làm thí nghiệm và bất ngờ tìm thấy một con bọ điện tử ở cổ của Kit. Sir Mary Eunice McKee là một người ngây thơ, trong sáng và ngoan đạo hết sức. Cô phục tùng cả Sir Just và bác sĩ Arden với sự kính sợ. Theo yêu cầu của Arden, hàng ngày Mary phải mang đồ ăn cho những con quái vật ở khu rừng xung quanh nhà thương điên, mặc dù cô chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy những âm thanh quái dị từ đám quái vật. Trong khi hoảng hốt chạy trốn khỏi đám quái vật, Mary bắt gặp Winter đang quanh quẩn quanh đó và kéo cô ta vào đường hầm bí mật để vào trại thương điên. Nhân cơ hội, Winter uy hiếp Mary phải dẫn mình tới gặp Người Mặt Máu. Tuy nhiên, khi họ tới khu bệnh nhân nam, thì Mary bị một bệnh nhân khiến cho kinh sợ bỏ chạy. Một mình Winter tới phòng giam của Kit, cô bị tấn công rồi ngất đi.
phát hiện ra việc Mary dẫn Winter vào trại. Sirius trách phạt Mary, còn Winter bị bắt nhốt ép trở thành bệnh nhân ở đây bởi cô là một người đồng tính. Sirius cũng ép Wendy, người tình của Winter, phải ký vào giấy tờ để hợp pháp hóa việc điều trị đồng tính cho Winter. Trái với vẻ ngoài ngoan đạo, khi gặp đức cha Timothy Howard, người đứng đầu nhà thương điên, Sirius luôn mặc nội y đỏ rực và sức nước hoa thơm phức. Bà mơ tưởng được quất nhau tới bời cùng cha Howard. Vì vậy, trước những lời thủ thỉ của cha, Sirius phục tùng vô điều kiện. Howard yêu cầu bà hãy để mặc bác sĩ Arden. Tập 2. Hối hận vì đã ký vào giấy tuyên bố Winter bị tâm thần. Wendy càng lo sợ hơn khi biết Kit, người được cho là kẻ giết người hàng loạt, người mặt máu, cũng đang ở trong nhà thương điên. Wendy quyết định phải đưa người yêu ra khỏi trại thương điên. Nhưng đêm đó, Wendy đã bị người mặt máu thật giết chết. Sirius quản lý vô cùng hà khắc, sợ rằng Winter sẽ công bố những vấn đề ở đây. Bà đề nghị bác sĩ Arden dùng sốc điện cho Winter. Dù trước đó, bà vẫn coi đây là hành động dã man tàn bạo. Để đáp trả, Arden yêu cầu bà tự tay sốc điện cho Winter. Bác sĩ tâm lý Oliver Thresen được cử tới để kiểm tra Kit có bị điên hay không. Nếu kết luận Kit bị điên, anh sẽ bị nhốt tới mục giữ ở đây. Còn nếu không, anh sẽ phải ra hầu tòa đối diện với mức án tử hình. Bước đầu kiểm tra, Kit quả quyết anh không bị điên và cũng không giết người. Anh cho rằng vợ anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, còn cái xác bị lột ra không phải vợ anh. Nhưng Thresen không tin. Thresen cũng sớm phát hiện ra những màn tra tấn, nhục hình tại nhà thương điên và yêu cầu Sirius phải điều trị đúng mực, nhưng Sirius từ chối. Bấy giờ, Sally, một bệnh nhân mắc chứng bệnh cuồng dâm, cho rằng Arden đang tán tỉnh Sir Mary. Sally quyết định quyến rũ Arden để mong được ra ngoài, nhưng chỉ nhận về sự khinh bỉ. Arden muốn có sự lãng mạn hơn tình dục, ông thuê một cái điếm để cùng dùng bữa tối. Sau đó, ông yêu cầu cô ta mặc vài trang điểm như Sir Mary. Tình cờ, cô gái phát hiện ra những tấm ảnh ghê sợ về sở thích bệnh hoạn của Arden. Quá kinh hãi, cô tấn công Arden rồi chạy ra khỏi nhà. Hôm sau, Jess, một cậu trai bị quỷ ám, thường xuyên nghe được những giọng nói vô hình. Cha mẹ cậu phát hiện ra cậu đã giết một con bò, rồi ăn sống tìm nó, và bắt đầu nói thứ ngôn ngữ kỳ quái. Bởi vậy, họ đưa Jess tới đây nhờ Sirius giúp đỡ. Với trường hợp này, Đức cha Howard mời thêm người tới làm lễ trừ tà. Là một bác sĩ, Thresen phản đối hành động mê tín dị đoan này. Tuy nhiên, anh vẫn miễn cưỡng giúp đỡ bằng cách tham dự buổi lễ. Trong quá trình trục xuất con quỷ ra khỏi người Jess, con quỷ nói chuyện với Thresen như thể biết anh từ lâu. Nó thổi bay người chủ lễ tế, khiến buổi trừ tà bị hủy bỏ. Sirius ở lại canh giữ Jess, nhưng giống như Thresen, bà bị con quỷ đọc hết ký ức. Về thời gian, bà làm ca sĩ ở quán bar, có thể ngả vào vòng tay bất cứ người đàn ông nào. Về bộ váy đỏ bên trong bộ đồ sơ đang mặc và cả vụ tai nạn do bà gây ra khi đang say xỉn, không thể chịu đựng được. Rút xông vào tấn công Jess nhưng được mọi người ngăn cản. Sau đó, Jess bắt đầu mất kiểm soát, sức mạnh ác quỷ khiến cho toàn bộ cửa buồng ra mở ra. Khi Sir Mary xuất hiện, ác quỷ đã thoát khỏi Jess rồi nhập vào Mary khiến cô ngất xỉu, còn Jess đã chết. Winter nghe trộm được Gray và Kit đang bàn về việc bỏ trốn. Cô muốn trốn cùng Gray nhưng không muốn mang Kit theo vì anh ta là một kẻ giết người. Khi con quỷ trong Jess khiến cửa buồng giam đồng loạt mở, nhân cơ hội đó, Winter kéo Gray bỏ trốn. Trên đường đi, Kit đã đuổi kịp hai người. Winter nhất quyết không đồng ý đi trốn cùng Kit, nhưng Gray đã nhanh chóng cầm tay Kit chạy đi, bỏ mặc Winter ở lại. Không thể chấp nhận được, Winter kêu cứu để báo bảo vệ, khiến Kit và Gray bị bắt. Hai người bị Sirius đánh phạt, nhưng Kit nhận đòn thay cho Gray. Tập 3. Từ khi bị quỷ ám, The Mary thay đổi tính cách. Cô khiến Sirius gần như phát điên bằng cách ám chỉ những hành vi tội lỗi của Sirius trong quá khứ. Nhưng Sirius chỉ nghĩ rằng do Arden hãm hại bà. Con quỷ đã khiến Sirius dần dần suy sụp và uống rượu trở lại. Một bệnh nhân người Mễ đã nhìn thấy con quỷ bên trong Mary. Vì vậy, bà ta đã bị Mary giết chết rồi vứt cái xác cho đám quái vật của Arden ăn thịt. Con quỷ trong Mary cũng bắt đầu quyến rũ và khiêu gợi tiến sĩ Arden. Nhưng Arden chỉ say mê sự ngây thơ trong sáng của Mary, chứ hoàn toàn không thích những lời tục tĩu mà con quỷ trong cô tuôn ra. Arden thử tách con bọ điện tử của Kit ra, nhưng nó nhanh chóng tự động liền lại. Bởi vậy, ông tiếp tục mang Kit tới để thí nghiệm. Với thông báo rằng một cơn bão đang gần tới, Sirius quyết định tổ chức một đêm chiếu phim để trấn an các bệnh nhân. Winter đã nhờ Thresen giúp liên hệ với Wendy và được anh đồng ý.
Khi buổi chiếu phim diễn ra, Preston cho Winter biết rằng Wendy đã chết. Vụ án có nhiều điểm tương đồng với nạn nhân của người mặt máu. Sir Jude bắt đầu phát hiện bệnh nhân người mẹ đã biến mất nên đi tìm. Trong cơn say rượu, bà bắt gặp một con quái vật ngoài hành tinh. Bấy giờ, Gray và Kit tiếp tục tìm cách bỏ trốn. Sally cũng quyết tâm đi theo. Sau khi biết Kit có thể không phải là người mặt máu, Winter cũng tham gia nhóm bỏ trốn. Kế hoạch của họ xém chút đã bị phát hiện. May mà Sally đã kịp thời cầm chân một nam y tá bằng cái miệng của mình để ba người kia chạy trước. Kit, Gray và Winter tìm được đường tới hầm bí mật để ra ngoài. Nhưng họ bắt gặp cái xác của bệnh nhân người mễ cùng đám quái vật ăn thịt người của Aden ở khu rừng. Vì vậy, ba người đành quay trở lại. Về phần Sally, sau khi xì sụp cho nam y tá, cô tiếp tục kế hoạch bỏ trốn nhưng bị Aden tóm được. Vốn đang thất vọng về hình tượng Mary trong sáng sụp đổ, Aden mang Sally về phòng mình rồi hấp diêm. Nhưng ông ta có chút trục trặc với dụng cụ hấp diêm của mình, khiến Sally cười nhạo. Tức giận, Aden tấn công rồi cắt cụt cả hai chân cô. Những người khác tin rằng Sally và bệnh nhân người mễ đều đã trốn thoát khỏi nhà thứ điên. Tập 4. Preston đã nhận thấy nhóm Kit, Gray và Winter ướt đẫm ở buổi chiếu phim. Nhưng anh ta không tố cáo cho Sir Just, cho rằng Winter không thuộc về nơi này. Anh ta tỏ ý muốn giúp đỡ rằng có thể chữa đồng tính cho cô và đưa cô ra ngoài. Winter đồng ý để Preston chữa trị bằng phương pháp ác cảm, tức là khiến cho Winter cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy những cô gái khiêu gợi. Việc chữa trị không thành công, tuy nhiên Preston vẫn hứa sẽ đưa cô đi trốn vào cuối tuần. Bấy giờ, một người phụ nữ được đưa tới nhà thương điên. Cô ta tự nhận mình là Annie Frank. Mình xin chú thích một chút. Annie Frank là một nhân vật có thật, sinh năm 1929. Cô là một trong những nạn nhân trong cuộc thảm sát người Do Thái của Đức Quốc xã. Cô chết vào năm 1945 tại trại tập trung người Do Thái ở Đức. Sau khi chết, nhật ký của cô trong thời gian bị đọa đày được xuất bản thành sách và tên tuổi của cô đã nổi tiếng khắp thế giới. Ngay khi gặp bác sĩ Aden, Annie đã hoảng loạn. Cô nhận ra và cho Sir Just biết rằng tiến sĩ Aden thực sự là Han Gruber, một bác sĩ của Đức Quốc xã. Trong thời kỳ ở trại tập trung, Aden đã bắt đầu tiến hành những thí nghiệm quái quỷ của mình. Hắn là một gã ác quỷ. Trong khi bị biệt giam cùng nhau, Gray kể cho Kit về nguyên nhân cô phải vào trại thương điên. Em gái cùng cha khác mẹ của cô đã thông đồng với người tình, giết chết cha mẹ và đổ tội cho Gray để chiếm trang trại. Preston tin rằng Kit là người đa nhân cách khi tự dựng trong tâm trí ảo tưởng bị một người ngoài hành tinh bắt cóc để miễn tội giết người. Preston kể cho Kit nghe về giả thiết rằng anh đã giết những người phụ nữ rồi lột da họ, khiến Kit tự hỏi thực sự anh có giết người hàng loạt hay không. Tình cảm giữa Kit và Gray ngày càng thắm thiết. Hôm đó khi hai người đang quất nhau tơi bời thì bị bảo vệ bắt gặp. Họ phải đối diện với việc phải triệt sản. Mary cho Kit xem hồ sơ vụ án của Gray rằng cô ta không hề vô tội. Sau đó, trong khi phải biệt giam cùng nhau, Gray cũng thú nhận với Kit rằng cô bị cha dượng cưỡng hiếp từ nhỏ. Không được mẹ bảo vệ, Gray đã giết cả hai người và bị em gái bắt quả tang. Điều này càng khiến cho Kit tin rằng mình thực sự đã giết vợ. Sir Just kể chuyện của Andy cho đức cha Howard nhưng bị ông bác bỏ. Mặt khác, Howard cũng yêu cầu Aden phải dọn dẹp những vấn đề của mình trong khi đang bị người khác chú ý. Vì vậy, Aden dẫn Andy vào phòng thí nghiệm rồi tấn công cô. Thế nhưng trước đó, Annie đã trộm được một khẩu súng và bắn Aden bị thương. Cô phát hiện ra Sally đang dần biến thành quái vật do thí nghiệm của tiến sĩ Aden. Với bộ dạng kinh khủng khiếp, sống không bằng chết, Sally cầu xin Annie giết chết mình. Vừa rồi là nội dung chính 4 tập đầu tiên của mùa phim thứ 2 American Horror Story, chuyện kinh dị Mỹ, nhà thương điên. Tóm tắt của các tập tiếp theo sẽ sớm được ra mắt. Hãy comment ý kiến của các bạn tại phần bình luận để góp ý cho bọn mình nhé. Đừng quên like và subscribe kênh Nagi Movie, nhớ bấm nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.